xin chào chú chị đã quay trở lại với kênh của em ha hiện tại thì em đã có mặt ở ngay sau nhà này thì hôm nay thì anh có về là một lô bò sữa và một con được rách man màu coi nhau chú chị và trước mình chúng ta đây chính là hai con bò sữa nha một con f 1 và một con f 2 nhau chú chị hai con bò này hiện tại thì nó gần 2 tháng tuổi nha nó đã biết ăn rôm ăn cỏ ít rồi nha anh chị nó đã biết ăn cám ít luôn rồi nha hai con bò này thì em đã kiểm tra chi tiết từng con nha anh chị chân móng thì hoàn thiện ha móng sò ít nghiêm chỉnh và đầu trụi hết nha anh chị đó hai con bò này thì anh chủ nhà bán đồng giá xen cạ với nhau là 3 triệu rưỡi một con nha hai con là 7 triệu nha anh chị và hai con bò này thì anh sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 30 cây thì em mong thì nếu như mà cô bác anh chị em mình mà nhắm bưng được hai con bò này thì cứ liên hệ trực tiếp ngay cho em nha và đặt cọc trước em là một triệu đến 2 triệu để chúng ta là giữ bò nha anh chị em sẽ giao hai con bò này đến tận nhà đến tận nơi cho anh chị trong phạm vi là 30 mươi cây số nha anh chị rồi sau đây tiệm xin phép là sẽ quay qua con được Redman màu coi nha anh chị. Đó, đây là con được Redman màu coi nha. Để em quay quỳ sáng mặt cho anh chị ha. Sáng mặt nghiêm chỉnh nha anh chị, sáng lưng cũng nghiêm chỉnh luôn, đầu trội nha. Chân móng thì hoàn thiện hết, móng sò nha anh chị. Con được cách ma này thì em lấy tước em đo ngay sáng lưng luôn nha anh chị. Thì chiều cao đó là 9 tắc 5 ha. Còn cái con mà được sửa bự này thì em cũng đã kiểm tra rồi nha anh chị. Sết nghiêm chỉnh hang đầu trội Chăn móng hoàn thiện thì móng sợ hết nha anh chị Con mà được sữa này thì em cũng có đo Em đo ngay số lưng chị chiều cao là 1 m một nhau chú chị Đó Con được cách ma này với giới lại là cái con mà được sữa bự này Thì anh chủ nhà bán cặp mười 18 triệu nha anh chị Đó 18 triệu cho hai con lớn nha Đó rất là đẹp nha anh chị hai con bò này thì bán mồ coi cho anh chị nha được cách ma này thì 7 tháng con sữa nó cũng 7 tháng luôn hai con bò này thì cứng bò nha ăn uống thì ngon lành nha anh chị đó hai con này tổng cộng là 18 triệu ha và giá này thì anh chủ nhà sẽ bao xe cho anh chị trong khoảng vi là 50 cây ha đó nên mà mong thì nếu như mà cô bác anh chị em mình mà muốn mua hai con đực bự này thì liên hệ cho em ha một con được cách man màu coi và một con bò đực sữa mà hai con này chịu đi 7 tháng hết nha anh chị 18 triệu ha bao xe 50 cây thì em mong thì nếu như mà cô bác anh chị em mình gần xa và có theo dõi chương trình bán bò của em ngày hôm nay Mình muốn mua bốn con bò này thì anh chị cứ liên hệ cho em nha hai con nhỏ thì anh chủ nhà bán sang cả là 7 triệu bao xe 30 cây còn hai con lớn á một con được gách man và một con được sữa bự nha anh chị hai con bò được 7 tháng nha đó và anh chủ nhà bán mức giá là 18 triệu bao xe 50 cây nha anh chị đó thì nếu như mà anh chị muốn mua lẻ cái con mà được màu coi này á, thì chủ nhà bán luôn nha anh chị là bán 9 triệu rưỡi một con nha không có bao xe nha Còn cái con mà được sữa bự thì 8 triệu rưỡi nha cũng không có bao xe anh chị nhưng mà anh chị mua cặp luôn á đó thì anh chủ nhà sẽ bao xe 50 cây tận nhà đến tận nơi cho cô bác anh chị em mình gần xa nha đó những cái con bò này á, thì em đã kiểm tra rồi tất cả là nghiêm chỉnh đầy đủ bao đẹp cho anh chị nha đó anh chị mà muốn mua thì mình có thiện chí mua thì anh chị có liên hệ cho em đặt cọc trước em là một triệu đến 2 triệu ha em sẽ giao bò đến tận nơi và đến tận chuồng cho anh chị nha và thôi đeo này thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình của em tại đây nha anh chị thì anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bật ngay thông báo của em nha còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn tập tiếp theo của em nữa nha